Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng mất sạch sau vụ xử Đồng Tâm. Dường như phiên tòa xét xử 29 dân làng Đồng Tâm đã được chỉ đạo làm sát sao cho đến phút cuối của các cấp lãnh đạo nào đó. Đó là nhận định của luật sư Ngô Ngọc Trai khi tham dự phiên tòa mà nhiều nhà quan sát nhận định rằng sẽ có án bỏ túi. Cụm từ án bỏ túi đã xuất hiện cùng với các quan sát của những người tham gia phiên tòa ở Việt Nam từ nhiều năm trước cho đến nay, khi phát hiện chủ tọa phiên tòa nhiều khi nhận được những mẩu giấy từ phía ngoài đưa vào ngay khi đang xét xử trước hàng trăm con mắt của những người tham gia. Đây là hình ảnh quang cảnh phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm. Là người tham dự phiên tòa từ đầu đến cuối nên đã được chứng kiến nhiều điều có ý nghĩa. Hôm tòa tuyên án, ngay khi thẩm phán chủ tọa đang đọc bản án, thì hai lần nhân viên tòa cầm những tờ giấy tiến vào đưa cho hội đồng xét xử. Luật sư Ngô Ngọc Trai kể lại những gì mình quan sát trực tiếp trong phiên tòa. Điều đó cho thấy vào những giờ phút cuối cùng của vụ án vẫn có những ý kiến chỉ đạo đối với các án tuyên, cho thấy sự giám sát sát sao của các cấp lãnh đạo nào đó đối với phán quyết của tòa án. Trong suốt phiên tòa xét xử dài nhiều ngày, không thấy trong giọng nói của thẩm phán chủ tọa sự đanh thép cứng rắn cần có trong một vụ án có tính chất loại này, mà thay vào đó nhiều lúc giọng ông xét hỏi xúc động như muốn khóc, cho thấy một ý nghĩa tác động khác về vụ án. Mọi nguồn lực đều được phát huy nhằm giúp cho việc giải quyết vụ án, trong đó có ưu thế thể chế, ngay cả nhân viên quản giáo vốn không có vai trò tố tụng cũng đã tham gia vào công tác giáo dục nhận thức cho các bị cáo để thành khẩn ăn năn hối cải. Trong những ngày diễn ra phiên xét xử, vào những giờ buổi sáng và buổi chiều tối, dọc tuyến đường từ trại giam tới trụ sở tòa án đã bị cấm đường, phong tỏa để cho đoàn xe dẫn giải bị cáo đi tới tòa án. Một sự ưu tiên thường chỉ thấy ở sự bố trí di chuyển cho các nguyên thủ các nước đến Việt Nam. Điều đó cho thấy một sự quan tâm lo lắng rất lớn của các cấp chính quyền trước các mối nguy cơ có thể làm cho vụ việc thêm phần biến động xã hội. Thực tế, quá trình xét hỏi và xét xử cho thấy hội đồng xét xử chỉ tập trung vào hành vi của các bị cáo để xử lý mà không xem xét đến những hoàn cảnh đã đẩy đưa nhóm người dẫn tới chống đối. Hội đồng xét xử cũng không xét đến những yếu tố về lệnh điều động hay phương án bố giáp bắt giữ không hợp lý của cấp ủy chỉ huy đã góp phần dẫn đến hậu quả của tội phạm. Lối giải quyết như vậy sẽ khiến việc giải quyết vụ án không được khách quan toàn diện và đầy đủ như bộ luật tố tụng hình sự đòi hỏi và không giúp chỉ ra được để khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm. Luật sư Ngô Ngọc Trai nhận định như vậy. Đây là hình ảnh toàn cảnh sân thượng của nhà ông Lê Đình Chức tiếp giáp nhà Lê Đình Hợi, nơi có hố kỹ thuật được cho là có 3 cảnh sát cơ động bị cháy thành than. Mặc dù tòa từ chối thực nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ chết cháy hóa than của 3 cảnh sát cơ động này, nhưng nhà hoạt động Trịnh Bá Phương xuống tận đáy hố và quay video với nhận xét là không có vụ cháy nào như thế, bởi lẽ 3 thứ dưới hố trong tầm cao chỉ 1 đến 1,4 mét bao gồm dây điện, miếng cốt ép và bao ni lông sát tường không hề cháy. Dưới góc nhìn của một nhà quan sát, kiến trúc sư Dương Quốc Chính cũng nhận định như sau. Từ vụ Đồng Tâm nhìn lại nhận thức của nhiều người, mình chỉ là người quan sát và đánh giá về các vấn đề chính trị, xã hội, không phải là người đấu tranh, nên thường qua những sự kiện chính trị, xã hội, mình hay quan sát phản ứng của các nhóm, người để dự đoán chuyển biến trong chính trị. Sự kiện Đồng Tâm là một trường hợp kinh điển. Xét về bản chất vụ việc, đây là một vụ án dân sự bị đẩy lên thành hình sự và có ảnh hưởng đến chính trị, chứ nó không thuần túy là vụ án chính trị. Các bị cáo không hề phản động, thậm chí ngược lại, như ông Lê Đình Kình, ông Hiểu, còn các đảng viên lâu năm nữa, vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bị cáo chỉ chống người thi hành công vụ, có mấy trường hợp bị cho là chống quá đà thành ra tội giết người. Các bị cáo tuyệt nhiên không chống chính quyền, không dính các tội về an ninh quốc gia, tức là không vướng về tội chính trị mà bên công an vẫn coi là tội hình sự. Vì lẽ đó, việc binh vực các bị cáo, phân tích các sai phạm của phía cơ quan chức năng, những kẽ hở về khoa học hình sự và logic của tòa và viện kiểm sát dùng để luận tội và xét xử bị cáo thì hoàn toàn là việc bình luận dựa trên pháp luật và logic. Một số trường hợp suy diễn, nhân tiện chửi chế độ thì mình không bàn ở đây. Nhưng khi chỉ bàn chuyện pháp luật, khoa học hình sự và logic như mình thì đã bị rất nhiều bò đỏ lao vào chửi là ba que, Việt Tân, phản động là cớ làm sao. Đây là hình ảnh vào năm 2017, ông Lê Đình Kình bị nhà nước lừa ra cánh đồng xanh đánh gãy chân và khi ông xuất viện trở về được người dân Đồng Tâm vui mừng đón như một lãnh tụ tinh thần. Đây hoàn toàn là vấn đề nhận thức pháp luật và chính trị của rất nhiều người thực sự non kém. Thường họ đồng nhất giữa Đảng
chế độ cộng sản với quốc gia, dân tộc thì còn dễ hiểu. Bây giờ họ đồng nhất luôn cả công an, viện kiểm soát, tòa án với chế độ cộng sản luôn. Có nghĩa là phản biện lại các lực lượng như quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát lại trở thành chống chế độ, chống cộng sản. Hóa ra cả đống tổ chức kia là một sao, trong khi các tổ chức đó tên đầy đủ đều có chữ nhân dân đằng sau, có nghĩa là của nhân dân, vì nhân dân, mà bây giờ dân không dám động đến họ. Về nhận thức pháp luật, mình để ý nhiều người, thường là cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và thân nhân đi tranh luận ở các tác rút khác cũng đã cho thấy họ bị tẩy não, không còn tư duy độc lập, không biết nhận thức đúng sai dựa trên lý lẽ và pháp luật. Họ mặc nhiên coi phán quyết của tòa là đúng, coi việc bị can nhận tội là bằng chứng cao nhất chứng tỏ bị can có tội. Họ thường lý luận, không có tội, sao lại nhận tội, xin lỗi, thân nhân bị hại như vậy. Việc phân tích đúng sai mình đã viết ở các tác rút khác, nhưng không nhắc lại ở đây nữa. Nhưng nhìn vào thực trạng thì đó thì thấy thật lo ngại cho trí tuệ của mấy triệu đảng viên, công chức và những người thiện lành bị tuyên giáo nhồi sọ, bị công an bắt vía. Về sự sợ hãi, vụ Đồng Tâm này là một trong các sự kiện khiến dân chúng câm miệng nhiều nhất. Vì công an là lực lượng gây khiếp đảm cho nhân dân nhiều nhất bây giờ. Ai ai cũng sợ. Nhiều người hàng ngày vẫn lên tiếng trước bạo quyền, nhưng trước vụ này phải câm như hến. Dính vào công an mà, thế mới thấy chế độ cộng sản cũng là chế độ công an trị. Chính quyền cai trị nhân dân dựa trên sự sợ hãi của đa số. Mà sự sợ hãi này nhiều khi mơ hồ, chính những người dân dọa nhau, chứ công an lại không cần dọa. Đó là thành công tột bậc của thanh kiếm và lá chắn, đã tạo được nỗi sợ giống như người ta đi qua con chó mà không dọa mõm, không biết nó cắn lúc nào, cứ phải lấm lét tránh xa nó. Trong khi có thể là nó chẳng để ý gì đến mình, chó ta cắn chả dựa thêm quy luật gì cả mới tạo nên sự sợ hãi, chứ chó Tây lại không đáng sợ vì nó chỉ cắn theo lệnh và có quy tắc. Với những quan sát trên, mình đánh giá chế độ này còn bền vững lắm vì còn tẩy não được nhiều người và khiến cho nhiều người sợ công an. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính đã nêu nhận định nên như vậy. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Hồng Bách, người yêu cầu tòa xử nặng những người dân Đồng Tâm, đồng thời yêu cầu không thực nghiệm điều tra nguyên nhân dẫn đến ba cái chết của cảnh sát cơ động. Nhà báo Vũ Hữu Sự đã đưa ra cái nhìn tổng thể với bài viết Được và Mất qua vụ Đồng Tâm. Qua vụ Đồng Tâm, cái được duy nhất của chính quyền là nuốt trọn được 59 hectare đất ở Đồng Xanh. Mảnh đất mà nó như nhà ăn văn Tạ Duy Anh, tức là lão Tạ, là mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nếu tính theo giá đền bù thì chưa chắc đã bằng số lẻ mà ông Nghị Phạm Phú Quốc đã bỏ ra để mua chui một suất quốc tịch đảo ship. Để chiếm được mảnh đất ấy, người ta đã phải sử dụng rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Thứ nhất là điều tới 3.000 quân, đặc biệt tinh nhuệ, trang bị đến tận răng về làng Hoành, xã Đồng Tâm, chỉ để giết, để mổ phanh bụng một cụ già hơn Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới 8 tuổi đời và 6 năm tuổi đảng. Phải ngồi xe lăn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã tặng. Cũng chỉ vì năm 2017, cụ đã bị các đồng chí của mình ở Công an Hà Nội đạp gãy chân bắt đi 29 người dân vô tội. Thứ hai là cấm tiệt báo chí và các nhân sĩ, các tổ chức đến làng Hoành để thực hiện những cuộc điều tra độc lập, cấm cả việc quay phim về đám tang cụ Lê Đình Kình. Thứ ba là vu cho cụ Lê Đình Kình là khủng bố để phong tỏa tài khoản tiếp nhận tiền phúng viếng của người dân cả nước gửi về phúng viếng cụ. Thứ tư là huy động cả một đội ngũ báo chí vô cùng đông đảo nhảy vào đấu tố kết tội cụ Lê Đình Kình và 29 người dân vô tội bị bắt ở làng Hoành vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 trước khi tòa án kết tội họ. Nào là sắm sửa vũ khí thô sơ, mua lựu đạn, mua xăng, nào là lên mạng tuyên bố sẽ giết từ 300 đến 500 công an nếu công an kéo vào. Thậm chí Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an còn trắng trợn vu cho cụ Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Nhưng càng đấu tố càng chứng tỏ lực lượng công an Hà Nội vừa quan liêu vừa ngu. Đã biết họ có những hành vi đó, sao không khởi tố đi? Đến 20 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2020, không ai ở làng Hoành bị khởi tố, nghĩa là không ai có những hành vi đó. Vậy tại sao lại giết người, phanh thây người và bắt người như vậy? Đây là hình ảnh có nhiều căn cứ theo hồ sơ vụ án cho thấy người giết cụ Lê Đình Kình chính là Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Trong lời khai với điều tra viên, ông Quảng kể mình nổ súng về phía đối tượng hai lần và đối tượng dựa người vào trong phòng, đồng thời tôi rút ra ngoài. Đối tượng ở đây chính là ông Lê Đình Kình. Cuối bản cung, ông Quảng nói, tôi yêu cầu cơ quan điều tra giữ kín thân nhân tôi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để đảm bảo yêu cầu công tác và an toàn cho gia đình tôi.
thứ năm là đã tìm mọi cách gây khó khăn cho các luật sư bảo vệ 29 người dân làng Hoành tại phiên tòa sơ thẩm xử án một cách cuống quýt, vội vội vàng vàng, không thèm để ý đến bất cứ một chứng minh nào, đề ra tuyên bố hai con trai cụ Lê Đình Kình án tử hình, quyết tâm lặp lại vụ án Lệ Chi Viên vào năm 1442 giết cả nhà khai quốc công thần Nguyễn Trãi ngay trong thời đại 4.0 này. Và còn rất nhiều mưu hèm kế bẩn khác nữa. Bấy nhiêu mưu hèm kế bẩn chỉ để đổi lấy 59 hecta ở Đồng Xanh, mà là lấy đất ấy cho tập đoàn viễn thông quân đội, chứ có phải để xây sân bay hay công trình nào để phục vụ cho quốc phòng hay phòng thủ đất nước đâu. Còn cái mất thì sao? Cái mất lớn nhất là mất tính chính danh. Cho đến nay, không có bất cứ một lãnh đạo nào từ lớn đến nhỏ đưa ra được một căn cứ nào để biện minh cho việc phải đưa đến 3.000 quân đầy đủ súng ống và các phương tiện quân sự tối tân nhất đến một ngôi làng không có ai bị khởi tố vì bất cứ một hành vi trái pháp luật nào vào ban đêm rồi giết người, phanh thây người, bắt người. Nói là để bảo vệ quân đội xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Mô Nư. Tường rào đã xây xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2019 cả tuần rồi. Nói là để bảo vệ an ninh ở Đồng Tâm ư? Đồng Tâm có mất an ninh trật tự đâu mà phải bảo vệ. Đây là hình ảnh 15 người dân Đồng Tâm vừa nhận án treo trở về nhà sau phiên tòa đã đến thắp hương, đốt lửa, khóc thương bên mộ của cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cả làng Hoành đang sống bình yên, không có bất cứ ai vi phạm pháp luật và tin vào lời hứa của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân làng Hoành sau vụ bắt giữ 38 chiến sĩ công an và cán bộ vào năm 2017. Và lại, bảo vệ an ninh sao lại tập kích vào làng, giết người, bắt người như vậy. Cái mất thứ hai là phơi bày ra trước bản dân thiên hạ cái vụng dại, cái yếu của một đội quân lâu nay vẫn tự hào là thiện chiến, là giỏi nhất thế giới. Ba chú lần lượt ngã xuống một cái hố bé tí mà người ngã trước không biết cảnh báo cho người sau. Lọt xuống hố rồi, dù cái giếng trời đó đã được chổ cửa sổ bằng kính ở độ cao 2 mét mà không biết đập vỡ cửa kính để chui ra, lại cứ như những con cừu đứng yên đó để cho người dân đổ xăng ra chậu mà hắt xuống, không chỉ một lần mà nhiều lần. Đó là theo cáo trạng của Viện Kiểm soát. Cả một đội quân, còn đảng, còn mình, 3.000 người dày đặc xung quanh, sao lại khoanh tay đứng yên, không biết nổ súng tiêu diệt kẻ đổ xăng để cứu đồng đội, tình đồng đội đang ở đâu hay mất rồi. Cái mất thứ ba là làm sụp đổ hoàn toàn uy tín của ngành tư pháp. Ngành tư pháp sau chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, mấy năm nay đã lao đao về những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Hồ Duy Hải. Thì nay, vụ án Đồng Tâm như một nhát búa cuối cùng, nhát búa chí mạng, giáng thẳng vào nó một cách không thương tiếc, khiến nó sụp đổ, tan tành. Sau vụ án này, liệu còn ai tin rằng nền tư pháp đó là công minh, là khách quan hay không? Cái mất thứ tư là đã dựng tượng cụ Lê Đình Kình trong lòng dân. Cứ nhìn những người dân làng Hoành được tha về sau khi nghe Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 thì biết. Sau hơn 8 tháng bị giam cầm, bị bức cung, bị nhục hình và trăm ngàn thứ cay đắng khác, nhưng được tha, họ chưa về nhà mà chạy ra mộ viếng cụ Lê Đình Kình trước đã. Có hàng trăm người ra cùng với họ, tại đó tiếng khóc vang trời. Từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến nay, hình dáng của cụ Lê Đình Kình đã tạc sừng sững vào lịch sử. Lê Đình Kình đã trở thành muôn năm trong lòng người dân một cách tự nguyện, chứ không phải là thứ muôn năm theo nhan nhản khắp nơi, kể cả đầu đường xó chợ. Và cái mất thứ năm là phơi bày ra trước công luận một vụ án dựng tội, đổ tội với mục đích duy nhất là giết người. Thật đáng tự hào khi trên thế giới, chỉ duy nhất có nước ta, Việt Nam là nước ban đêm vào tận giường ngủ của nhà dân để giết người mà không cần khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Xin lưu ý, vào điều 40 của Bộ luật hình sự vào năm 2015 đã quy định không thi hành án tử hình đối với người từ đủ tuổi 75 tuổi trở lên. Cụ Lê Đình Kình đã 84 tuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đảng mất sạch sau vụ xử Đồng Tâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de